chung kết thì em có được ra sân Mỹ Đình để xem bố thi đấu không? Dạ không. Không. Con chỉ con ở nhà thôi. Con ở nhà. Dạ. Rồi. À, vậy khi mà thấy bố ghi bàn thì con thấy như thế nào? Dạ rất vui. À, lúc đó thì con có ăn mừng hay gì không? Dạ có. À, khi mà thấy bố bị tầm lỗi trên sân á, bị các đối thủ đối phương đè hay là bị đánh giá thì con thấy như thế nào? Dạ con thấy tức. Rồi, bữa sau con có muốn làm cầu thủ giống bố không? Dạ có. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và bấm đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp trong các video tiếp theo trên kênh Thể thao 360 của Báo Thanh Niên.